Xin chào các bạn, hôm nay mình có một số cần câu nhặt bãi. Giá là mình báo trên video. Giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu cái cần đầu tiên mình nha. Cái số 1 này là một cái 2 khúc. Cái này chất liệu bằng carbon. Tay cầm là mút như thế này nha. Bát là bát vặn. Khoen. Tên cần của nó tên là Tiga Spud. SB 1m8 nha. Chiều dài là cần là 1m8 này. 2 khúc như thế này. Toàn bộ khoen này nha. Khoen này là khoen thường này nha các bạn, khoen thường. Đó. Cần màu đen như thế này còn rất là mới nha. Rồi phân đọt. Phân đọt này nha, đó. Cái số 1. Số 1 này có giá là 250k. 1250k. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 này thì mình có một cái cần có bao như thế này nha các bạn. Tên cần là On Suyumi nha. Suyumi Carbon Luren. Bên trong, bên trong cần này nha. Cần này thì chất liệu cũng carbon luôn nha các bạn. Carbon. Tay cầm là mút như thế này. Bát là bát vàng, bát vàng kiểu như thế này nha. Đó, vàng lên. Khoen. Khoen này là khoen thường luôn. Thông số của cần. Cần này có chiều dài cũng là 1m8 luôn nha các bạn. Tên cần là Suyumi. Chiều dài 1m8. Rồi nó để thông số này nha. Đó. Rồi, cần thì còn mới đẹp nha, phần đọt. Phần đọt mà nha. Đó. Cây số 2, số 2 này có giá là 300k. 300k nha. Đó, cây có cái bao như thế này. Tiếp theo là cây số 3. Số 3 thì mình có một cây 2 khúc. Cây này chất liệu là bằng carbon luôn. Cây này là màu tím, khoen này thì khoen inox nha các bạn. Khoen inox như thế này. Bát vàng kiểu đó. Mấy cái bát vàng kiểu như thế này gắn thì mấy tầm khoảng 3.000 thôi nha. Hai size 2-3.000 mới gắn vừa thôi nha. Đó, cái bát đó. Này. Cây này thì made in China này. White Star, một chiều dài là 1m8 luôn nha, màu tím như thế này. Cần này thì còn mới đẹp nên mới tinh luôn. Đó, một cây China xuất nhập. Rồi. Đọt này nhé các bạn, đó, mình nhắn như thế này. Đó. 2 khúc 1m8. Cái số 3 này có giá là 200k nha. 200k. Tiếp theo là cái số 4. Số 4 này thì mình có một cái 2 khúc luôn. Cái này chất liệu bằng carbon nha. Carbon. Tay cầm mút như thế này. Khoan. Bát này là bát Fuji này. Bát Fuji, đó. Bát vàng như thế này. Khoen là khoen Fuji luôn nha. Khoen Fuji. Nên đợt nó có để mấy từ là S này, Fuji. Bát Fuji. Bát Fuji này. Nó có in này các bạn. Khoen bát là Fuji hết nha. Đó, phần đọt này đi xuống này. Này, 2 khúc. 1, 2 khoen, 3, 4, 5, 6 cái, 7 cái khoen này nha. 8 cái, 9 cái, 10. 10 cái khoen. Đó, màu đen như thế này. Cần này thì còn rất là mới nha các bạn. Cái này có chiều dài là 2m1. Chiều dài là 2m1, cứng là cứng 30 nha. Cứng 30, 2m1, tên là Botkin. Đó. Rồi. Một cây nội địa nhập. Đó cứng này. Đó. Như thế này. 2 khúc, 2m1. Cây số 4 nha. Cây số 4 này có giá là 450k. 450k. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 này thì mình có một cây 2 khúc 2 đọt nha. 2 khúc 2 đọt màu xanh như thế này. Chất liệu này là chất liệu phíp nha. Phíp xanh. Phíp xanh thì nó cao cấp hơn phíp đỏ nha các bạn. Đó. Thì nó chắc hơn nha. Nhưng mà có vân này, vân xanh xanh ở trong. Tay cầm này bằng gỗ.
Còn bát, bát này là bát gập. Gập là mình kéo ra này. Đó. Mình gửi cái này kéo lên kéo xuống gập, gập mấy vào. Bát gập là bát kiểu thời xưa. Cái này là khoen đỏ, đỏ trắng như thế này. Con này có chiều dài là 2, chiều dài là 1m8 nha. Tên của cần là Olympic này, Olympic ST 1m8. Cần của Nhật. Khoen. Khoen là sứ đỏ nhất này. Đây, phần đọt này. Để mình nhắn cây này hai đọt này nha, để mình coi thử hai đọt này. Một cây thì đó. Đọt cứng này thì tầm 10-15 nha. Còn một đọt này thì nó sẽ cứng hơn này, nó cứng hơn. Đọt này thì tầm 30. Một đọt tầm 10-15, một đọt tầm 30. Này về câu chép, câu rô phi rồi nè. Đó, câu xong. Hai khúc hai đọt mình thay đổi bên câu nha. Đó. Cây số 5. 5 này có giá là 370k. 5 370k, hai khúc hai đọt. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 này là mình có một cây hai khúc hai đọt luôn nha các bạn. Hai khúc hai đọt. Cái này chất liệu bằng phíp nha. Phíp. Tên của cần là Takeso. Takeso như thế này. Phen là phen bằng sứ trắng như thế này nha. Phen sứ trắng. Bát này là bát Fuji này. Bát Fuji của Japan. Bát gập. Thường thường bát Fuji nó sẽ đi theo khoen Fuji nha. Để mình coi thử nó có in không. Còn khoen này thì nó không có in Fuji nha các bạn. Đó. Chỉ có bát Fuji thôi. À nó có in nè. Nó in khoen Fuji chỗ này nè. Đấy, một cái. Phần hai khúc hai đọt như thế này. Tên cần chiều dài là 2m1. Một đọt là cứng 30, một đọt cứng 50 nè nha. Nó để nó. Tên cần là Super Takeso. Đó. Một đọt màu vàng, đọt màu trắng. Ngọt hình là như thế này. Đọt vàng này. Đọt cứng như thế này nha. Đọt trắng. Đọt trắng thì cứng 30. Đó. Đọt vàng này là cứng tầm 50. Đó. Cái cần cái cây đọt màu trắng này. Trên chỗ này cái đọt này nó có quấn chỉ này. Cái này hình như nó bị mất một chút rồi nè. Cái đọt này thì đọt thứ hai này nó bị mất một chút của cái đó nha các bạn. Đó. Hai khúc hai đọt. Cây số 6 này có giá là 400k. 6 400k. Tiếp theo là cây số 7. Số 7 này thì mình có hai khúc hai đọt như thế này nha. Chất liệu là bằng. Cái này là phíp đỏ như thế này, hai khúc hai đọt. Bát là bát Fuji, đó, bát Fuji. Fuji Sit này hả? Cái tên này hả? Bát gập. Cái này. Cái này nó không in tên nha, nó in tên này mà bị mờ mất tiêu hả? Thân thì còn đẹp mới hết nha. Hai khúc hai đọt. Chiều dài cũng là 2m1 luôn nha các bạn. Đọt vàng, đọt cam như thế này. Cần màu cam cam đỏ. Đó. Rồi để mình nhắn thử hai đọt. Một đọt thì này thì tầm 40 nha. Cứng 40-50. Một đọt thì cứng tầm 15. Nè, cứng 15. Cái này cứng tầm 40. Đó. Một đọt 15, một đọt 40. 2m1, 2 khúc 2 đọt. Cây số 7 này có giá là 400k luôn. 7, 400k nha. Tiếp theo là cây số 8. Số 8 này thì mình có một cây cây hai khúc màu trắng như thế này nha. Cái này là cây Suyumi. Chất liệu carbon. Đó, carbon rồi nha. Hai khúc. Khoen là khoen sứ xanh như thế này. Khoen Fuji sứ xanh. In Fuji này nha. Khoen Fuji sứ xanh. Bát. Bát vàng như thế này nha. Đó. Cây này là. Cái này có chiều dài là 2m4, cứng 50 nha, màu trắng tinh như thế này. Hai khúc, chất liệu carbon, cứng 50.
Đó, màu trắng tinh như này. Khoen là Fuji xứ xanh. Rồi, con thì con đẹp nhé. Phần đọt nè, cứng 50 nè, 2 khúc. Chi da là 2.4. Chất liệu carbon. Cây số 8 này có giá là 800k nha. Tiếp theo là cái số 9. Số 9 này là mình có một cây có hộp nha các bạn. Cây này là một cây Shimano có hộp. Đó, Shimano. Cái này là full hộp như thế này nha. Chiều dài là 2.1. 2.1. Cây này là nó để giá yên nè, 1360. Tương đương là 2.7 triệu nha. Giá gốc của nó là 17.000 yên nè. Cái này là giá sale. Cái này rất là đẹp nha các bạn, 2 khúc Shimano. Có cái hộp như thế này. Rồi, bên trong này có một cái bao như thế này luôn. Một cây Shimano nha. Tay cầm này là bằng mút. Đó, mút hình này rất đẹp nha. Đó, như thế này. Cái này còn mới tinh luôn. Chất liệu là bằng carbon nha. Khoen là khoen sứ, sứ xanh như thế này, khoen Fuji nha. Bát là bát Fuji. Bát Fuji tem ngựa vậy. Rất lạnh như thế này. Chất liệu carbon này, nó có bằng sáng ít như thế này nha. Chiều dài là 2.1. Carbon rất là đẹp luôn. Chiều dài 2.1. Con này thì mình câu bè, câu suối rồi nè, câu sông hồ, đó. 2.1. Carbon rất là đẹp, Shimano nha. Rồi phần đọt nè. Cái này độ cứng tầm 60 nha, 50-60. Cái này cứng tầm 50-60. Đó. Cái này có bao như thế này nha. Mình để này luôn. Cái này là cây số 9. Số 9 này có giá là 1.400.000 nha. Số 9 1.400.000. Đó, có hộp có bao như thế này. Tiếp theo là cây số 10. Số 10 thì mình có một cây súp. Cái này chất liệu bằng phíp nha. Chất liệu phíp. Màu xanh như thế này. Bát là bát Japan. Bát Fuji Japan nha. Fuji Japan. Cái này chiều dài là 2.7 nha, 2.7. Thông số chữ thì nó mờ hết rồi. Toàn bộ khoen 2, 4 khoen 5 4 khoen 1 double. Bên trong cần này, màu xanh như thế này. Đó. Bên trong. Đó. Bên trong thì còn mới nha. Độ cứng nó trong như thế này. Độ cứng này thì tầm 20-25 nha, cứng 20-25. Cây số 10 này có giá là 250k. Cây 10 250k nha. 10 250k. Tiếp theo là cây 11. Một cây súp. Cây này chất liệu bằng phíp luôn nha. Chất liệu bằng phíp. Bát là bát Fuji Japan nè. Bát Fuji Japan. Con này có chiều dài là 3m. Đó, chiều dài cần là 3m nha. Đó, màu hình cần. Cần thì còn đẹp nha. Này là dính đắp keo nè, đó, chùi là hết. Này gồm 2 4 4 khoen và một đầu bu. Bên trong cần này. Bên trong thì còn mới đẹp nha, đó. Bên trong này, còn mới đẹp. Rồi phần đọt. Mình kéo hai cái khoen này xuống. Độ cứng là 25-30. Chiều dài 3m. Cây số 11 này có giá là 320k. 11-320k nha. Tiếp theo là 12. 12 là mình có một cây súp như thế này. Cái này chất liệu là bằng phíp luôn. Tên của cần là what. Đó. Bát là bát thường nha, bát gặp thường. Bát này là bát thường. Cây màu xanh, cái này thì còn mới đẹp luôn. Cái này có chiều dài là 3m6. Tên cần là Master Sup 3m6 nha. Toàn bộ khoen 2, 4 và một cái đầu bụng như thế này.
bên trong cần này, bên trong cần là còn mới nhé, màu xanh như thế này đó. Đó, bên trong này mới, phần đọt là màu trắng tinh như thế này luôn, gồm hai khoen. Độ cứng cái này là thì cứng tầm 30-35 nha, cứng 30-35. Chiều dài 3m6, cây số 12 này có giá là 330k, 330k 12 nha. Tiếp theo là cây 13. 13 thì mình có một cây tên là Bro Sabet đó. Cây này chắc liệu phíp luôn nha các bạn, phíp. Mẫu hình này nha. Cái này thì còn mới đẹp nè. Cái này thì bát là bát Fuji Japan, Fuji bát Japan. Chiều dài của cần là 3m HG đó. Toàn bộ khoen, khoen là khoen Fuji luôn nè nha. Khoen Fuji đó. Gồm 2 bố và 1 đầu bố như thế này. Bên trong cần nha. Cần này thì kéo ra thì màu đen đó. Cái này là đen xong tới xanh, và cái này là full đen luôn này. Đó. Bên trong cần thì còn mới đẹp nha. Đó, bên trong thì còn mới. Cái này thì cứng là tầm 20. Cái này cứng thì 25 nha các bạn. Cứng 25. Cứng 25 30 đó. Cây này thì cây số 13. 13 này là 350k nha. 350k. Cứng 25 30. Chiều dài 3m. Tiếp theo là 16 và là 14. 14 thì mình có một cây này nha các bạn. Cây này tên là Hit Edelman C này. Giống như cây dưới nhưng mà nó khác tên nha các bạn. Màu giống giống. Cây này chắc liệu bằng phíp luôn. Cái này là bát, là bát Japan. Đó, bát Japan, Fuji Japan. Tên cần là 3m. Tên của cần là Water 3m HG như thế này. Cái này made in Korea. Cái cây mà cây 13 này thì made in của China này nha các bạn. Hai cây ná nhau. Cây 14 made in Korea màu xanh như thế này, còn mấy tinh nha. Khoen này là khoen Fuji. Đó, gồm 2 4 5. Bên trong này. Bên trong thì màu đen, đó, cần kéo là màu xanh như thế này. Xanh đen, rất là đẹp nha. Đó, phần đọt. Đọt màu trắng, còn rất là mới luôn. Cái này thì cứng hơn nha, cái này cứng hơn này. Cái này thì độ cứng tầm 30-40. 30-40. Cái này thì cây số 14. 14 này có giá là 370k. Tiếp theo là 15. 15 này thì mình có một cây Sub Ranger 3m9 nha. Cây này khá là to này. Cây này chắc liệu bằng phít. Đó, ngộ hình. Bát là bát Fuji Japan, bắt gặp như thế này. 3m9. Ngộ hình. Khoen là khoen sứ trắng như thế này nha. Đó, một cái Sub 2 4 cái, một đầu bu với cái này là 5 cái này, khoen đầu 3. Khoen là khoen Fuji nha, đó khoen Fuji. Gặp là mình đó. Bớt cái này xuống trước nha các bạn. Đó. Bớt cái này. Đó. Mình gặp xuống. Nó theo cái đường. Đó. Bớt cái này lại. Đó. Đó. Gặp mình gửi bằng chiều nó rất là gọn nha. Cái đỡ nó bung ra là rất là to. Đó. Nó thiết kế rất là hay nha. Đó. Bên trong này. Màu đen như thế này. Cầm này nha. Đen. Trắng và tới màu đen. Đó. Rồi bên trong. Bên trong cần thì còn mới đẹp nha. Mới tinh luôn. Rồi phần đọt này. Cái này có độ cứng là 30-35 nha. 30-35. Chiều dài 3m9. Cái này là cây số 15. 15 này có giá là 500k. 15-500k. Tiếp theo là 16. 16 này thì mình có một cây tên là Super 3m9 luôn, cứng 20. Bát là bát Fuji. Như thế này. Cây này chắc liệu bằng carbon. Carbon rất là dày luôn. Nó form. Carbon màu này, màu đen sang màu trắng hồng như thế này. Đó. Ngoại hình thì cần thì còn mới đẹp nha, mới tinh luôn này.
Còn bột khoen, khoen này thì khoen khoen inox gồm là 1, 2, 3, 4 với một cái đầu bung. Khoen thì nó hơi cũ cũ một tí nha. Đó. Phôi là phôi carbon, nếu ai thích thì về mình có chỗ thì mình thay mấy cái đầu này carbon này. Bên trong này carbon sáng rất đẹp nha, carbon sáng này. Đó, vâng, nhìn vào đèn thấy không? Bên trong thì rất đẹp nha, nó màu trắng rồi tới màu xanh rồi tới màu trắng như thế này. Rồi màu xanh, đó, rồi trắng. Phân đọt này. Đồ cứng này thì cứng tầm 30-40 nha, cái này thì cứng thôi. Đó. Chiều dài là 3m9. Này thì cái số 16. 16 này có giá là 350k nha. 16 350k. Tiếp theo là 17. 17 thì mình có một cái cần 5m4. Tên là M. 5m4. Chất liệu là bằng carbon nè. Phần dưới này carbon nhám luôn nè. Đó. Carbon nha các bạn. Tay cầm carbon nhám. Bát là bát thường vàng như thế này. Chiều dài cần là 5m4. Tên M carbon rod. Khoen này rất là nhiều nha, gồm 2, 4, 6, 8 khoen và một cái đầu bu nha các bạn. Rồi bên trong cái này nó 5m4 đó. Bên trong này từ màu này màu đen trắng và màu trắng, này là màu bạc bạc này nha các bạn đó. Bên trong thì còn mới đẹp nha, mới tinh luôn đó. Rồi tới phần đọt luôn nè. Đọt này thì độ cứng của nó thì tầm 25-30 nha, cứng 25-30 nè, đọt cũng khá là nhỏ, cứng 25-30. Chiều dài 5m4. Cái số 17. 17 này có giá là 470k. 17-470k. Tiếp theo là 18. 18 thì mình có một cây súp. Cái này chất liệu carbon nha, carbon này. Tay cầm carbon nhám như thế này luôn. Cần thì màu xanh. Bát này là bát thường này. Bát thường nha, nó không in. Đó. Bát thường, bát dọc. Bát này nó bị chặt gai này nha các bạn. Này để mình chỉnh lại. Cái này thì chiều dài là 3m9. Cái này thì máy in là China nha, máy in China Suzumi 3m9, máy in China. Tên là Svet. Đó, tên của nó này, tên. Khoen này nha, khoen này cũng khá là nè. Một khoen, hai khoen, ba, bốn, một cái đầu bu. Bên trong thì màu xanh. Máy tinh như thế này nha. Đó. Cần này. Khoen 2 này. Chất liệu carbon. Phần đọt này nha. Này 1 khoen, 2 khoen. Cái này thì độ cứng tầm 40 nha. Cứng 40. Cứng 30-40 này. Cái này cũng khá là cứng. Chiều dài là 3m9. Cái số 18. 18 này có giá là 370k. 18-370k. Tiếp theo là 19. 19 này thì mình có một cái cây. Cái súp này, cái súp này thì phần đế này mình vặn không được nha các bạn. Đó, này mình vặn không được, mình báo rồi. Cái này thì nó chắc nó bị chết đít, chết phần đế này rồi, không vặn được nha. Đó. Cái này thì nó có sần xước nè. Cái này thì chất liệu bằng phíp nha. Chất liệu bằng phíp. 12, cái này chiều dài là 3m6. 12 là 3m6 nha các bạn. Đó, bên trong nó cái thì có sần xước nha. Đó, cái này thì có sần xước. Khoen này. Khoen cái này đẹp nha. 2-4 khoen và một cái đầu bu. Đó, phần đọt. Cái này thì đọt cứng tầm 40 nha, cứng 40 luôn. Chiều dài 3m6. Cây này là cây 19. 19 này có giá là 300k. 19-300k, chiều dài 3m6. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã cần kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.